giới hạn tiếp theo 90 km/h. Đây này, chỗ này toàn bị bọn nó bị bắt này. Chỗ nó ngược chiều nhé. Ừ. Đấy, xem TikTok này, chúng nó cứ đi lên, tiến lên trên kia, tiến lên trên kia phát là phải đuôi nó này. Tôi mình rẽ đây à? Ừ, rẽ đây. Giới hạn hiện tại 90 km/h. Đấy. Đúng cái đoạn này mà chuyên gia bị ấy đấy. Đi chui vào kia là chết luôn. Ừ, chui vào đây phát lùi ra phát chết luôn. Ừ. Chỗ này TikTok nó ấy suốt. Mình xem chỗ này mình biết luôn. Em thấy không? Em thử đi.